Nhớ nhóc Tây nha, sau về kiếm tiền giỏi, muốn vượt mặt bố mẹ. Quý tử nhà đàn trường, thiên kim của Xuân Lan là hai trong số những nhóc Tây nhà sau về kiếm tiền rất đỉnh ngay từ khi còn nhỏ. Khoản thu nhập của các bé tự tạo ra bằng tài năng và sự nổi tiếng của mình khiến nhiều người phải bất ngờ. Số tài sản đó thường được các bậc phụ huynh quản lý, người làm của để dành cho cậu ấm cô chiêu trong tương lai, người giúp con đầu tư sinh lời. Thiên Từ là trái ngọt của giọng ca Ảo Mộng Tình Yêu và Bà Xã Doanh Nhân. Mặc dù cậu bé ngậm thìa vàng từ khi sinh ra, nhưng vợ chồng đang trường vẫn sớm hướng con đến việc tự tạo ra khoản thu nhập riêng. Từ khi 2 tuổi, Thiên Từ đã được mẹ lập cho một kênh YouTube riêng mang tên mình. Đến nay đã có hơn 86.000 lượt đăng ký mang về cho cậu bé khoản thu nhập ổn định không nhỏ. Không chỉ dừng lại ở đó, Thiên Từ cũng sở hữu một công ty riêng, tham gia một số dự án quảng cáo phù hợp với lứa tuổi. Cậu bé từng mạnh tay móc hầu bao tặng bố một chiếc điện thoại cao cấp vừa ra mắt nhân ngày sinh nhật. Được biết, số tiền bỏ ra được quý tử nhà đang trường trích từ lợi nhuận kênh YouTube riêng của mình. Có mẹ là siêu mẫu nổi tiếng nên từ nhỏ, Thỏ, con gái Xuân Lan đã sớm bén duyên với sàn diễn. Đứng trước ống kính máy ảnh và hội trường hàng trăm người, cô bé không hề nhút nhát mà tự tin khách quát, khoe tài nghệ cực đỉnh của mình. Thỏ xuất hiện thường xuyên trong các show thời trang, trình diễn các bộ sưu tập dành cho trẻ em. Bên cạnh đó, tiểu thư nhà Xuân Lan còn làm mẫu ảnh chuyên nghiệp. Gương mặt xinh đẹp và thần thái thu hút của cô bé nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Vì đắt show như vậy nên nhiều người đoán rằng thu nhập của Thỏ hẳn phải khá lắm. Đăng Khôi và Thủy Anh có hai cậu con trai không những điển trai mà còn kiếm tiền giỏi từ khi còn nhỏ bằng việc đóng quảng cáo, chụp hình. Bà xã giọng ca Thiên Đường Vắng Em tiết lộ số tài sản mà hai bé làm ra sẽ tiết kiệm để mua đất, tích lũy cho con. Cô còn cho biết mảnh đất ở trung tâm quận 1 mà vợ chồng vừa tậu có sự đóng góp một nửa từ tiền của cậu cả Ken. Chia sẻ về các ý kiến cho rằng vợ chồng Đăng Khôi đang bắt con phải kiếm tiền từ sớm, Thủy Anh nói: "Mình thấy hơi buồn cười vì Tôn chỉ nuôi dạy con của mình là tôn trọng ý kiến của con. Mình không bao giờ bắt các con làm việc gì nếu con không muốn." Kubi, tên thật là Minh Cường, kiện tướng Dancebox Khánh Thi từng thú nhận rằng con trai lớn kiếm tiền giỏi nhất nhà. Bên cạnh tài năng khiêu vũ thể thao, Kubi rất đắt show quảng cáo, chụp ảnh. Ngoài ra, cậu bé còn làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng từ bánh kẹo, thời trang cho đến sữa, bỉm. Chính vì vậy mà chẳng ngạc nhiên khi thu nhập của Kubi chẳng hề thua kém bố mẹ. Thừa hưởng nét đẹp từ đấng sinh thành nổi tiếng, nhóc Tây nhà sao Việt khiến nhiều người choáng bởi khả năng kiếm tiền cực đỉnh. Bạn nghĩ sao về tài lẻ này của các bé? Cùng để lại bình luận chia sẻ nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!